hướng dẫn sử dụng DJI Fly Editor cho DJI Mini 2. Vào phần Album, nhấn vào Create ở góc dưới cùng bên phải để sử dụng trình chỉnh sửa trong ứng dụng DJI Fly. Chọn Template hoặc Advanced để chỉnh sửa ảnh và video của bạn. Có rất nhiều các template có sẵn ở phía bên phải của màn hình. Để sử dụng các template đó, nhấn vào Apply, tích chọn vào ảnh và các video cần ghép. Ứng dụng sẽ tự động ghép chúng lại với nhau để tạo ra một video xem trước theo thời gian thực tế. Nhấn vào hình ảnh nhỏ ở phía dưới của giao diện hoặc kéo video để xem trước video đã chọn. Ở chế độ Advanced, bạn có thể nhập một hoặc nhiều video đã được tự động sắp xếp theo thứ tự thời gian. Bạn có thể chọn cắt hoặc tua lại video, điều chỉnh màu sắc, âm lượng, tốc độ phát và thêm các hiệu ứng chuyển tiếp khác. Sau khi chỉnh sửa video, bạn có thể thêm bộ lọc và nhạc nền. Bạn có thể cắt nhạc hoặc sử dụng chức năng Rhythm để thêm nhịp điệu, sau đó cắt video và chèn các hiệu ứng chuyển cảnh theo nhịp điệu. Sau khi chỉnh sửa, video sẽ được lưu tự động vào thiết bị di động của bạn. Nhấn vào góc trên bên phải để chia sẻ video của bạn trên các nền tảng mạng xã hội. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.